Vâng, xin chào bạn, mình là Thuận Quang đây. Hôm nay là một cái ngày buổi tối chủ nhật cuối tuần thì mình tiếp tục lại làm những cái video chia sẻ về AutoCAD. Và ở trong cái tờ lệnh này thực ra thì mình đã làm rất là lâu rồi và mình cũng rất là muốn chia sẻ rất là nhiều những cái tính năng, những cái nội dung hay ho hơn, nó đặc biệt, nó chuyên sâu hơn về AutoCAD. Nhưng mà mình thực sự mình cũng thấy có nhiều bạn hỏi về cái phần là phần lệnh này quá. Phần này thì thực ra nó chỉ là những cái phần lệnh cơ bản thôi, nhưng mà rất là nhiều bạn mới học thì bạn ấy có nhắn tin hỏi mình là cách thực hiện các cái câu lệnh này thì các bạn còn chưa nắm vững, thì mình quyết định là ra những cái bộ video thực ra thì nó cũng ngắn thôi để có thể trả lời nhanh cho bạn, bởi vì là nhiều bạn hỏi quá mình cũng không có thể là giải thích vẫn một câu hỏi đấy nhiều lần được. Thế nên là rất là mong các bạn chịu khó, nhưng bạn nào mà theo dõi từ lâu rồi thì có thể chịu khó xem ủng hộ mình trong những cái video mình làm về những cái nội dung cơ bản như thế này. Đấy, còn đối với những bạn mới bắt đầu ấy, thì các bạn có thể là chịu khó là xem những cái video này của mình để có thể là tự tin có thể bước vào những cái bài tập nâng cao hay là những cái phần mà nội dung chuyên sâu để có thể hiểu rõ hơn về những cái thao tác cũng như các cái chương về sau để chúng ta ứng dụng vào trong công việc. Đấy thì cũng hơi dài dòng rồi, nên rất là mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình, dù là cái nội dung nó video thì nó chưa được đặc sắc cho lắm, chưa được chuyên sâu cho lắm. Đấy, thế thì trong hôm nay tiếp tục về mở cái mở lệnh này thì mình cái tờ lệnh này thì mình lại chia sẻ cho bạn đến những cái lệnh, ví dụ như là lệnh ví dụ lệnh xóa thứ này thì nó lại đơn giản quá rồi đúng không ạ, lệnh move mirror này, offset đồng dạng đối tượng. Đấy, offset đi, offset là một cái lệnh nó cũng dùng tương đối nhiều thì mình cũng dùng như thế nào thì mình cũng chia sẻ luôn cho bạn ở đây. Hôm nay là lệnh offset đi. Offset thì thông thường mình dùng nó tương đối là nhiều trong ví dụ như chúng ta vẽ một cái mặt bằng hoặc là một cái mặt đứng thì có những cái lưới trục như thế này, hoặc là offset ra những cái hệ tủ, gần như cái lệnh offset dùng rất nhiều các bạn nhé. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn lệnh offset đi. Offset là ví dụ mình có một cái đoạn line là như thế này, thông thường mình sẽ lấy một cái ví dụ trước sau đó mình sẽ vẽ ứng dụng sau. Đoạn line như này hoặc là một đường tròn đi thì bạn hiểu là cái lệnh offset này nó nguyên lý hoạt động nó là như thế nào. Đấy, hay là một hình rectangle. Thì đây là mình vẽ ra những hình cơ bản để bạn có thể là hình dung là những cái đối tượng mà chúng ta hay gặp ở trong bản vẽ của chúng ta, được chưa? Đầu tiên là một cái đối tượng là đoạn line chẳng hạn, thì lệnh offset là lệnh O. Đó. O offset. Các bạn nhập vào dòng comment. Hãy chú ý rằng là để hiện ra dòng comment này thì các bạn hãy nhớ là bấm cho mình phím F12 nhá. F12 ở trên bàn phím thì nó mới hiện ra cái này, nếu như các bạn mà không gõ nó đang bị ọp thì nhớ bật nó lên. Sau đó các bạn nhấn phím space. Thế thì ở đây nó hỏi chúng ta là gì? Các bạn hãy nhập cái khoảng cách offset là bao nhiêu để bạn có thể là nhập vào cái ô này, được chưa? Đấy, ví dụ mình muốn là offset nó sang khoảng là ở đây mình đo đi. Có hai cách nha, một là các bạn nhập trực tiếp vào hai, nếu các bạn không biết bao nhiêu thì các bạn có thể là đo trực tiếp điểm 1 và tích điểm 2 thì cái đoạn mà nét đứt ở đây, nét vòng vàng này thì nó cũng chính là cái khoảng mà các bạn nhập vào cái ô thông số khoảng cách đó, đơn giản đúng không ạ? Đấy, là bao nhiêu ạ? Đấy, và nó thể hiện luôn ở đây này, cái đoạn mà bạn đang kéo này. Đấy, 900 là 1000 này, 1200, 1500, 1700 này. Các bạn muốn để vào tầm 2000 chẳng hạn, đấy mình có thể là mình kiểm tra xong mình nhập thông số vào cho nó chẵn, hoàn toàn ok nhá. Đây là cách mình hay làm, được không ạ? Tức là bạn tích một điểm bạn kéo, nhưng bạn không tích điểm thứ hai, sợ nó lẻ mà. Vì vậy là các bạn có kiểm tra thông số đây và bạn nhập quay ngược lại đây là chẵn. Đấy, ví dụ ở đây mình làm thử này. Đấy, mình thấy khoảng cách ở đây tầm khoảng 2000 là nó đẹp rồi thì mình quay vào mình nhập là 2000. Đó. Đấy, sau nhập xong rồi nó hỏi bảo là chúng ta là gì? Hãy lựa chọn đối tượng để offset, tức là lựa chọn đối tượng này để offset. Offset tức là chính là nhân bản của đối tượng đấy theo một cái khoảng cách đấy, chúng ta chỉ định. Dạ, bạn có thể là tích được đối tượng và offset sang phía bên nào thì là do chúng ta chỉ chuột sang phía bên đó, được chưa? Đấy là offset. Đối với đường line này thì các bạn quan sát chú ý thấy là gì, đặc điểm của đối tượng offset nó nhân bản lên là rồi tương đối là giống với đối tượng gốc đúng không ạ, gần như là giống hệt đối tượng gốc luôn, nhưng một số những hình khác thì nó sẽ không hẳn là như vậy. Như với lại offset ở đây thì ví dụ mình muốn offset vào trong chẳng hạn thì mình muốn offset ở khoảng tầm khoảng là 300. Đấy, thì offset vào. Các bạn thấy không ạ? Thì nó vẫn là đường tròn nhưng mà ở đây là lệnh đồng dạng nhé. Offset chính là lệnh đồng dạng đối tượng chứ không phải là lệnh copy đối tượng. Đấy, nó khác lệnh copy khi mà một số trường hợp ví dụ là hình tròn, hình
khép kín như này. Còn với đường line nó thì giống như kiểu là copy theo khoảng cách, nhưng mà bản chất nó thì nó là lệnh gì ạ? Đồng dạng đối tượng. Đấy, đối tượng tạo ra có thể kích thước nó khác đi nhưng mà về những cái tính chất, ví dụ như về các cái góc chẳng hạn, đúng không ạ? Các cái tỷ lệ của nó thì nó sẽ đồng dạng với cái ông gốc ban đầu. Đấy. Ví dụ đối với đường tròn thì có thể là offset ra ngoài thì nó có thể là offset là vô hạn nhé, bởi vì cái không gian chúng ta là môi trường vô hạn mà. Nên là nó sẽ tạo ra được khoảng không biết bao nhiêu những cái đối tượng phía ra phía bên ngoài. Nhưng đối với offset vào trong thì nó sẽ đến một cái ngưỡng mà nó sẽ không thể nào mà nó offset được vào nữa, bởi vì nó sao ạ? Cái khoảng cách là gì? Bán kính này nó đang gì? Nó đang không thể nào nhỏ hơn về cái khoảng cách offset được, được chưa? Đấy. Tức là cái R này nó không thể nào nó nhỏ hơn cái bán kính cái khoảng cách offset là O được. Và đến một ngưỡng thì các bạn thấy là nó sẽ không offset vào thêm được nữa. Nó báo là gì? Vô lý. Tức là không có nghĩa đấy. Thì này cũng thế. Được chưa? Đến một cái ngưỡng thì cái khoảng cách nó đang không được thuyết phục nữa, không khả thi nữa thì nó sẽ không cho offset. Nhưng offset ra ngoài thì là vẫn cứ là ok, đúng không ạ? Tương tự hình chữ nhật cũng tương tự như vậy. Các bạn thấy là những hình đồng dạng, đúng không ạ? Offset vào trong hay ra ngoài thì chúng ta chỉ định. Thì đấy là tính chất của lệnh offset, đúng không ạ? Các bạn mà hiểu tổng quan qua là như vậy. Thế thì bây giờ ứng dụng vào trong bài, ví dụ mình vẽ những cái mặt bằng về nội thất chẳng hạn, mình ứng dụng luôn các bạn này. Đấy, mình thường là vẽ là x-line. Thông thường ví dụ mình vẽ một cái nhà phố tầm khoảng 2.500 này, 4.500 này. Đấy. Offset tiếp là 4.500 phát nữa này. Sau đó mình vẽ một lại x-line tiếp này. Đấy, chúng ta dùng lại offset đấy. Offset là 5m này. Đấy, 4.500 này. Offset này. 4.500 cách này. Tích này. Đấy là cách mình hay làm, mình hay là nhập thông số trước sau đó chọn đối tượng offset sau. Sau đó trường hợp này mình dùng lại một lệnh rectangle này. Mình bo quanh cái này này. Được chưa? Đã xong mình lại dùng lại extreme này. Ở đây mình đang dùng hơi nhiều lệnh nhưng mà các bạn chỉ cần quan tâm đến lệnh offset thôi. Những lệnh khác thì mình sẽ hướng dẫn trong video sau. Đấy thì mình đã có được cái dãy cái chuỗi cái lưới trục như này rồi. Đấy. Ở đây ví dụ có nét khuất nữa, ai nét trục. Đây có nét trục ạ. Đấy, dùng một số tính năng hiệu chỉnh khác. Và chúng ta đã thu được cái lưới trục rồi, đúng không ạ? Hoặc là một thêm một cái số cái cột, ví dụ 220. Giờ thì các bạn có thể là hack vào đây. Giống kiểu vẽ cái trong cái bộ video vẽ nhà lô phố của mình đã hướng dẫn, mình đã up lên. Đấy, ví dụ mình tích đây cột nhà là dùng cột vuông hết chẳng hạn, đúng không ạ? Đó. Thì bạn thấy là cái lệnh offset chúng ta dùng là tương đối là nhiều. Ở khi mà chúng ta vẽ đây, ví dụ như mình vẽ cái mảng về kiến trúc nội thất mình thì dùng cực kỳ nhiều luôn. Đấy, hay là khi mình vẽ tường hả, đúng không? Đấy, chuyển sang layer tường hả. Mình vẽ tường đi. Chọn đại đi nhá. Ở đây thì nó là layer bê tông, mình chọn đại giả sử đi, mình vẽ tường đi. Sau đó mình để offset là bao nhiêu, 220 vào để có được cái tường bao này. Được chưa? Đấy, vân vân. Hoặc là vẽ những cái tường nét bao bên trong thì chúng ta dùng lệnh offset là cực kỳ nhiều. Nhưng mà rất là may cho các bạn thì lệnh offset thì nó lại tương đối là dễ dùng. Đấy, lệnh nhập là rất là ngắn gọn, chỉ một chữ cái thôi. Đấy, thì vừa rồi mình đã test qua được cái tính năng của lệnh offset và hy vọng các bạn cũng đã hiểu được hơn về cái lệnh này. Đấy, thì chúc các bạn sẽ thực hiện nhuần nhuyễn cái lệnh này hơn nữa vào trong cái công việc của mình. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hãy đặt bất kỳ một câu hỏi nào ở dưới dòng comment để mình có thể là trả lời cho các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.